Xin chào cô chú, xin chào các bạn, anh xin chào chị, xin chào thích. Hôm nay nè, ăn bò ngưa, ăn kim chi, ăn đốt càng. Chào mọi người. Ơi, con đói bụng ăn nha mẹ. Con đói bụng hả? Bây giờ con ăn đi. Ăn đi. Mọi người ơi, hôm nay nhà mình ăn bò ngư. Nè, nè. Đó. Mời cô chú ăn cùng nha. Mời cô chú ăn cùng. Hôm nay nhà mình ăn bào ngư chiên bơ mọi người ơi. Đây. Sao không gấp được này? Không gấp được hả? Vậy cho cái khác đi. Nè. Dạ, dạ. Dạ. Chấm. Bào ngư chiên bơ mọi người. Đây ba cho quên làm sắc sắc được nha. Đó. Ngon á. Cái này là giống mình đã lấy ra hết rồi, mình lấy ruột ra rồi, rồi mình lấy cái miệng ở trên ra rồi hết rồi. Cái này là chỉ có ăn luôn thôi mọi người. Mình hôm nay mình làm gì cho nó tiện á. Mấy lần trước thì cứ rửa sạch cái mình chiên luôn, còn lần này là mình rửa sạch rồi mình làm các cái thao tác là lấy ruột, lấy miệng ra để mình ăn luôn cho nó tiện đó. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Mình hôm nay ăn bào ngư chiên bơ với lại kim chi, đó là Trang Quang giới thiệu rồi đó. Cái này không ngon. Không ngon hả? Dạ này chấm nó ngon hơn. Vậy đó hả? Dạ. Để chấm thử nha. Dạ. Thôi giờ để ăn thử trước cái này đi rồi mày chấm. Chút xíu chấm ngon hơn. Cái này đó. Hả? Để chấm ngon quá nữa. Khi mà mình chiên á, bỏ ba cho quên bỏ một chút muối vào mọi người, nó cũng vừa ăn rồi, nhưng mà bé Bi nói á, Bi nói là chấm này sẽ ngon hơn, để mình sẽ ăn như thế này thử coi có không giống như đâu. Lời Bi nói không nha, không nói đâu mẹ, không cay đâu mẹ. Mà này ăn ngon lắm. Vậy đó hả? Dạ chút xíu ăn ngon hơn, để giờ ăn không ngon lắm, chấm một chút xíu ăn cũng ngon hơn. Đó, bà cũng chấm thử đi. Rồi cái màu này cho mày. Cái này là ăn kèm với kim chi. Nãy mình mua 1,5 kg mọi người. 1,5 kg bào ngư. Cái loại này chắc hơn 10 con, 12, 13 con 1 kg quá. Cái này hôm nãy mình cũng không đếm là mấy con nữa nè. Một ký rưỡi bào ngư mà hồi nãy em mua 900 ngàn tiền Việt Nam mọi người. Đặc biệt khi mua cái cửa đồ ở cửa hải sản này á, là mua tiền mặt nó sẽ rẻ hơn được 2-3 ngàn một ký, còn mình trả thẻ thì dù sao người ta đóng tiền thuế á, cái là mắc hơn khoảng 2-3 ngàn. Ngon. Ngon bia.안 찍어 먹는 게 더 맛있는 것 같은데? 맛있나? 네, 바비 nói là không chấm cũng ngon. Mà mình thấy không chấm cũng ngon tại cũng được. Chấm ngon hơn mà. Chấm nó chút xíu ngon hơn. Vậy hả? Chấm ngon hơn. Chấm đi con. Chấm đi. Chấm cho mẹ. Chấm đi mẹ. Chấm nè. Mẹ ơi, này nhiều bài chấm nữa nha này. Cái này là tương ớt mọi người, tương ớt chua cay. Không cay nữa, ngon lắm. Không cay, hơi cay cay à. Tương ớt chua cay ngọt. Đi ăn kim chi đi. Cay à, có này nè.
Đi ngon không? Ngon ngon mẹ. Mẹ thấy hôm nay ngon quá à? Wow. Mình bữa này hôm nay ăn sói nổi. Như vậy mà ăn nữa nha mẹ. Này ăn hồi hết luôn á. Hả? Ừ, ăn hồi hết luôn. Mẹ. Ừ? Mẹ nói cho nói. Ừ, sao? Con nói sao? Chào anh mẹ, mẹ em chào anh. Đổi dai hả? Dạ, nhớ mày. Thôi, đổi hoài rồi. À. Ăn chút nữa, đổi chút nữa. Yeah. Nha. Cha Quân cứ đòi đổi dài làm mẹ thôi, kêu mình làm baby á mọi người. Cái bầu ngưng nè. Ăn nó giống ốc. Giống ốc bu. Nhưng mà làm phải chiên phải vừa tới. Chứ mình chiên để lâu hoặc là nóng bỏ lâu á, nó dai như gần như thun. Cũng như ốc á, mình càng để lâu nó càng dai. Nó đông chà. Khơi à. Sữa mẹ nó. Nè. Nè, cảm ơn mẹ nè. Cảm ơn mẹ. Ăn cái con này á, nó dai dai, nó sần sật sần sật. Cái này mà luộc á, chấm với lại muối tiêu chanh cũng ngon ha. Muối tiêu chanh đường ớt cũng ngon luôn. Nói chung là cái con này á, mình thấy làm cái món nào cũng ngon mọi người. Làm lẩu cũng ngon nè, chiên bơ cũng ngon nè, nướng cũng ngon nè, luộc cũng ngon nè. Mẹ ơi, chanh chanh coi nữa này chấm nên ngon hơn. Vậy đó hả? Con này chấm cho chà. Chấm này ăn đi, chấm ăn đi. Chấm ăn đi mẹ, nói đàng hoàng. Vâng ạ. Cái con bầu ngư này hồi lúc mình mới qua Hàn Quốc đó mọi người, là 13 năm trước. Mình không có biết ăn con bầu ngư lần đầu tiên á. À, qua là ở nhà có sẵn, xong rồi mình đem ra mình luộc. Luộc mà không biết cách luộc, luộc lâu quá. Trời ơi, nó dai như đi thun, bắt đầu chê. Trời, nó con ốc này sao ngon mà ốc bu. Nó dai quá hết trời dai ăn được. Giống có giống như lúc đó mình cũng còn nhỏ, mẹ chưa biết chi, nấu ăn. Mẹ kim chiên em không thích hả? À, mẹ thích, mẹ thích. Nên lại chấm ăn đi. Ờ, mẹ biết rồi. Đang nói chuyện mà cứ kêu ăn hoài vậy. Giờ ăn nha. Bị hiếu khách lắm. Bảy kim chi chấm. Ờ, ăn từ từ. À, gì mà hối dữ trời. Mà rủ khách lên nhà chơi mà hối kiểu này là sao được. Hả Bi? Bi? Hả? Hả? Bi á, hiếu khách giống y như kiểu người Việt Nam mình. Chứ mà hiếu khách kiểu này mà đãi người Hàn là không được đâu. Tại vì người Hàn người ta ăn, người ta ăn à. Chứ người ta không có ép, người ta không có kêu. Người Việt Nam mình á thì ép ăn, kêu ăn, nài ăn. Khách lên nhà chơi là sợ khách ra không giữ ý. Con đông á. Vậy đó hả? Dạ. Con này con gì đây? Con bầu ngư. Đừng có chỉ, đừng có chỉ. Con bầu ngư này. Ăn. 1, 2, 3, vô. Mẹ cầm nhau đâu á? Sao vậy? Ngon không? Nha nha mẹ. Vô nữa mẹ. Vô nữa hả? Chưa ba vô cùng với con hả? À, ba khách chơi vô hiệu. Hôm nay á, ăn không kịp thở luôn. Ăn trong vòng 10 phút. Nè. Tại vì tay mơ. Tại vì thật sự hôm nay thầy bắt vô bị đói mọi người.
Nào Vi ăn nè. Thơm không ngon. Không ngon hả? Này ngon, ăn nhiều vitamin nè. Cái này là cái trái giống như trái tắc mọi người. Ăn cho nó có nhiều vitamin. Này vitamin có hết luôn. Vậy đó hả? À. Ừ. Này vitamin này ăn hoài là rất nhiều hơn nữa nữa. Câu. Vậy đó hả? Dạ. Nói chuyện là phải ra dấu, phải quơ tùm lum với đó hả? Giống như xỉn cụ vậy đó hả? Là ba lớn này rồi, con lớn ba giúp. Nhưng mà mẹ nên này lớn rồi. Ừ. Là ba nên này là lớn. Ừ. Nên này ăn nhiều nó được. Ừ. Ăn hoài hoài mày đi. Cái này làm như nó vào mùa mọi người. Cái trái nó tròn tròn vậy nè. Như trái tắc vậy đó. Cũng như trái tắc bự. Nhưng mà cái vỏ nó dày. Mà cái này ăn là ăn để ăn như trái cây. Cái trái này mình đi làm mứt chắc dữ lắm, ngon nè. Hồi Tết về thì nó chưa có tới mùa, mình không có thấy bán. Mà phải về ngay cái mùa này á, đem cái trái này về Việt Nam. Chắc là Việt Nam không biết à, không có. Tại vì nhiều hướng dẫn á, à, hướng dẫn du lịch qua mua cái ngay mùa là mua cái trái này ăn, là nó ở bên Việt Nam chưa có thấy, không biết là ở cái vùng khác không biết có bán không, không biết. Cay quá. Cay quá. Uống sữa nè. Cái mùi như là cái mùi tắc mà làm như nó ghét. Mẹ ơi, nay ăn đi nên đó ăn. Ừ. Mình đường quýt Hàn Quốc nó không có hột, nhưng mà cái này nó có hột. Hột như là hột tắc mà nó bự hơn. Mẹ ăn kia không có hơn mẹ, cay hoài hoài à. Anh có ăn này cho nó hết cay nè. Không. Xin chào tạm biệt cô chú, bye bye tiếp theo. Hôm nay quên đến thăm mọi người ơi, bye bye tiếp theo. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi, nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye, bye, bye.